Một trong những vấn đề được quan tâm nhất khi dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến nhân dân, đó là vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các đối tượng bị nhà nước thu hồi đất. Và sáng nay tại Ninh Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về vấn đề này với thành phần tham dự là cán bộ của Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh phía Bắc và Ban Giải phóng mặt bằng các địa phương. Các đại biểu tán thành với đề xuất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, một mặt thu hẹp các trường hợp nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội. Một mặt yêu cầu việc lập và thực hiện phương án bồi thường phải đảm bảo công khai dân chủ, có sự tham gia nhiều hơn của người dân. Nhiều đại biểu phân tích, một trong những nguyên nhân khiến việc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng chậm là do chính sách đền bù hay thay đổi. Chính sách sau mang lại nhiều lợi ích hơn cho người bị thu hồi đất, nên mọi người đều có tâm lý chờ để được đền bù sau. Chính sách ra lần sau bồi thường thường là chế độ cao hơn so với lần trước, đặc biệt là những cái đối tượng mà trước đây là người ta thực hiện gương mẫu, người ta đã thực hiện gương mẫu thì chính sách thấp hơn. Sau này chúng ta giả soát lại tính toán thì có một số đối tượng người ta chưa thực hiện gương mẫu thì người ta để lại cái việc đó, người ta chưa được nhận cái tiền đó thì người ta lại tính toán được cao hơn. Do sự bất hợp lý này nên đã có một số đại biểu cho rằng việc thực hiện chính sách đền bù cần nhất quán sau khi có quyết định thu hồi đất. Thậm chí, người nào cố tình bàn giao sau phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với người giao mặt bằng trước. Bên cạnh đó, người mất đất phải được hưởng nhiều lợi ích từ quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng. Bởi lẽ, chính sự thiệt thòi khi giao đất, nhất là đất nông nghiệp thành đất ở, cũng làm chậm quá trình giải phóng mặt bằng và gây khiếu kiện trong dân. Mục tiêu của cái lần mà chúng ta ban hành cái luật này ấy, nhằm khắc phục những cái tồn tại bất cập của cái việc và quá trình chúng ta thực hiện cái luật đất đai cũng như là các cái văn bản hướng dẫn đấy, và những cái quy định mà còn bất cập và trong cái thời gian vừa qua, thì trên cơ sở đó để đảm bảo cái hài hòa cái lợi ích giữa nhà nước, lợi ích của cái người có đất bị thu hồi và lợi ích của nhà đầu tư. Thì tôi nghĩ rằng trong thời gian tới, những gì khó khăn nhà nước phải, trong sửa đổi luật đằng này thì nhà nước phải đưa về mình những gì thuận lợi nhất trao cho người dân. Điều quan trọng nhất tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Là những người trực tiếp làm công tác thu hồi đất tại địa phương, các đại biểu cũng cho rằng dự thảo luật và các văn bản hướng dẫn phải đưa ra các điều khoản có sự tham gia sâu hơn của người dân vào quy trình thu hồi đất, xét duyệt và tổ chức phương án thực hiện bồi thường tái định cư. Có như vậy mới có phần giảm thiểu tình trạng bức xúc trong dân khi họ bị thu hồi đất như hiện nay.